Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình tiếp tục là một sản phẩm đến từ nhà Versus các bạn ha. Versus by Versus. Mình sẽ mở cái đồng hồ này ra các bạn đây. Và trên tay mình hôm nay là một sản phẩm đến từ nhà Versus các bạn ha. Cũng có kiểu thiết kế cái hộp như cũ ha. Chúng ta sẽ một cái thẻ và cuốn sách của Versus rồi hết rồi các bạn. Và đây trên tay mình là một mẫu đồng hồ rất là đẹp đến từ nhà Versus các bạn ha. Giày da đen Versus. Chúng ta sẽ có một cái máy nhật các bạn ha, trúng nước 5 ATM các bạn. Và đây là model của nó, VSP1H0121. Cái kiểu đặt tên của đồng hồ Versus thì rất là dài. Đây, mẫu đồng hồ size 36 các bạn nhé. Cái kiểu của đồng hồ đây các bạn, nhìn cũng khá là thời thượng ha. Ở đây có hai cái hình con sư tử này. Cái kiểu nó làm, nó bấu vào cái hai con sư tử này các bạn. Đó, size 36. Size 36 nhưng mà làm dây khá là nhỏ các bạn ha. Điểm nhấn của đồng hồ này các bạn, đó là nó có trong suốt các bạn ha. Các bạn thấy tay của mình ha. Đó, ở bên trong của nó là một cái mặt đồng hồ được nạm đá khá là đẹp, logo, tên và search ha. Đó, và các đặc điểm của nó là các cặp số. Đây, các cặp số các bạn, 12123 ha. Nó được làm một có ở giữa có một khoảng trống trong suốt ha, rất là đẹp. Như mình đã nói ở các video trước, ở Việt Nam các bạn đeo đồng hồ của Versus gần như là rất là độc và lạ ha. Rất ít người đeo, thậm chí rất ít người biết đến cái thương hiệu này. Đó, giày da chính hãng ha. Size 36 các bạn. Size 36 thì đối với chị em Việt Nam mình á thì nó cũng hơi to thôi. Đó. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nó cũng không quá to đâu. Đó các bạn ha. Sẽ quay lại gần ha. Đó, nạm đá rất đẹp, hai kim ha, kim giờ, kim phút. Cái đốm chỉnh giờ thì được giấu khá là gọn ha. Chống nước 5 ATM. Giày da ha. Giày da đen. Đó. Hai logo sư tử ở đầu hai bên ha. Đó, và khi lên tay nó sẽ là như vậy các bạn. Màu bạc rất là dễ phối đồ ha. Nó không quá già, không quá trẻ, rất là dễ, gần như là mọi lứa tuổi đều có thể phối đồ ở cái mẫu màu bạc này các bạn ha. Đó, mình sẽ đeo thử ha. Đó, lên tay nó như vậy các bạn, rất là độc, rất là lạ, cũng rất là đẹp. Cái mẫu này chúng ta có thể đi học, đi chơi, đi làm, đi tiệc cũng được. Nó đều có những cái sự, nhất là sự nhẹ nhàng, tinh tế của đi làm ha. Cũng có những cái viền đá đó để khi mà chúng ta đi chơi, đi dự tiệc nó cũng chiếu để nổi lên ha, và nó cũng vừa thanh tao nhẹ nhàng để chúng ta đi học. Nói chung là một cái đồng hồ rất là dễ sử dụng ha, rất dễ phối đồ, màu bạc rất là dễ phối đồ ha. Dây da đen chúng ta có thể gần như mặc đầm cũng được, mặc áo sơ mi cũng được ha. Các bạn nữ khi đeo cái mẫu này thì cũng rất dễ để mà lựa chọn đồ thôi. Đó, rất là đẹp ha. Trong suốt, có điểm nhấn các bạn, trong suốt ha. Đó, rất hay. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào, tạm biệt.